Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình để mình dẫn mình vô miếng đất của ông anh ha, ông giới thiệu cho mình miếng đất để mình bán dùm ha. Thì đây là cái đường lộ 13 nè các bạn. Cái này nó không có cái con lươn nữa các bạn. Không có con lươn nè. Rồi thì mình sẽ dẫn các bạn vô từ đất nha. Rào à. Đây là cái ranh nữa nè. Có hai cái ranh hai bên nữa nè. Sâu là 70 mét nha. Đó, đây là cái ranh nè. Mình chỉ với bạn coi đây là cái con hàng ranh ha. Đó, nó sâu vô trong là 70 mét nha bạn. Đây cũng vậy nha. Đây là cái ranh này bạn. Đó, cái ranh này. Đó, cái ranh này sâu vô nó 70 mét nha bạn. Đất này là đất trống nha. Đó, đất trống. Mặt tiền đường nữa nha. Để mình quay cho bạn coi cái đường nó thông đi đâu ha. Xã
đi ơi. Có biết vậy. Quay cái con đường này các bạn, nó thông ra này chỗ đó như thế nào nè. Nó nằm ở huyện Bầu Bàng nha các bạn. Huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương nha các bạn. Ngoài đây nó có những cái nhà xây trong đây. Đường rất là đẹp luôn các bạn. Đất trong đây còn rất là nhiều nha các bạn. Giá rất là hợp lý luôn các bạn. 10m, 70m thì chỉ có là 450 thôi nha các bạn. Hợp lý nha. Đường đẹp. Đó, có những căn nhà này chủ nhật thì rất là sơn đông vui các bạn. Chủ nhật mà. Đó, ở đây nhìn ra cũng cất cái nhà. Đó. Đây là mình sẽ dẫn các bạn đi ra, nó thông cái đường luôn các bạn. Đường này nó thông với đường nào ha. Mình sẽ ra cái đường DT cho các bạn coi ha. Đó, cái đường nó đẹp như thế này các bạn. Đây có nhà ha, ngay khúc cua nữa. Sẽ dẫn các bạn coi nó thông ra cái đường DT luôn ha. Đó, vô vườn cao su rất là mát các bạn. Đây rất là mát ha. Đường rất là đẹp luôn các bạn. Lý tưởng đi nước ngoài luôn các bạn. Còn đất rất là nhiều ha. Đó, phía trên này là con đường DT nè các bạn. Ở một đầu là nó nối với quốc lộ 13 ha. Còn đầu kia là nó nối với một con đường mà. Đường đó là liên tỉnh các bạn. Tỉnh Bình Dương với tỉnh Tây Ninh á. À, nó là liên tỉnh ha. Còn đường này là liên xã. Xã trừ dân thố là xã Cây Trường các bạn. Liên xã. Đây là đây con đường liên tỉnh nè, DT 750 nha bạn. Đó, đây là đường liên tỉnh nè, đó thông ra nè. Thì đó là đường DT nè bạn. Anh dùm cho coi nè. Đây đường DT ha, DT 750 nó thông liên tỉnh các bạn. Rồi. Rồi, để quay lại đất cho mình coi nha. Đường rất là đẹp các bạn, quá đẹp, giống như nước ngoài luôn ha. Hoang ở đây nha các bạn. Biệt thự này cũng tiền tỷ
su ở đây cũng mát ha. Đây tên cái đất của mình rồi các bạn, đây là cái đất mà mình cần bán nè. Tiền là 10 mét, sâu vô là 70 mét nha bạn. Đá chỉ 450 thôi nha. Đây là cái ấy nha bạn, đây là cái hàng ranh này ha, hàng ranh của mình ha. Đây cũng là cái hàng ranh mình nè, hàng ranh này ha. Đây con đường nhựa. Rồi mình sẽ quay về ha, quay về quốc lộ 13 ha. Lộ 13 là con đường xuyên quốc gia nha bạn, xuyên quốc gia nối thành phố Hồ Chí Minh qua Campuchia nha bạn, đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuyên qua Campuchia ha, xuyên quốc gia. Đây là đường quốc lộ 13 ha. Ngay chỗ này là không có lương nha bạn, không có lương nha. Rồi video của mình ở đây kết thúc rồi các bạn. Rồi. Chào.